Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là một trong những nút giao thông nổi tiếng của Hà Nội, nơi có lưu lượng phương tiện lưu thông qua đây hàng ngày là rất lớn. Trong những năm gần đây, dù hệ thống giao thông quanh nút giao này đã được cải thiện và nâng cấp đáng kể, nhưng những người thường xuyên lưu thông qua đây thì vẫn kêu khổ, đặc biệt vào những giờ cao điểm. Đó chính là nút giao ngã tư Sở. Gần đây thì nút giao thông này đã được áp dụng cái cách phân luồng mới, và điều này có hiệu quả hay không? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video này nhé. Ngã tư Sở là giao cắt giữa một trục hướng tâm và tuyến đường vành đai 2 của Hà Nội. Vì thế lưu lượng phương tiện hàng ngày qua đây luôn rất lớn. Vào những giờ cao điểm, lượng lớn phương tiện từ các đường ngang ngõ tắt quanh đó cũng hướng về ngã tư Sở, nên một số chiều hay bị ùn ứ cục bộ. Hướng đi Nguyễn Trãi, Tây Sơn và ngược lại đã có cầu vượt nên đỡ bị ùn ứ hơn là hai hướng đi từ Láng sang đường Trường Chinh. Đặc biệt là sau khi đường vành đai 2 trên cao trên đoạn Trường Chinh được đưa vào vận hành, đã có nhiều cảnh báo khi luồng phương tiện từ trên cao cũng đổ dồn vào ngã tư Sở. Chính vì thế mà thời gian gần đây Hà Nội đã tiến hành thí điểm phân luồng tại nhiều điểm nóng giao thông, trong đó có nút giao ngã tư Sở, để giảm thiểu và khắc phục những cái xung đột giao thông và một số bất cập giao thông đang hiện hữu ở đây. Theo đó thì nút giao ngã tư Sở cấm các phương tiện di chuyển ở các cái hướng đi thẳng từ đường Nguyễn Trãi sang phố Tây Sơn và ngược lại. Đồng thời cũng cấm luôn việc rẽ trái dưới gầm cầu vượt từ Nguyễn Trãi sang đường Láng và từ Tây Sơn sang đường Trường Chinh. Các phương tiện từ Nguyễn Trãi nếu không lên cầu vượt sẽ phải rẽ phải đường Trường Chinh, sau đó quay đầu ở điểm mở cách ngã tư Sở khoảng 700m để chọn hướng rẽ phải đi Tây Sơn hoặc đi thẳng sang đường Láng. Còn từ phố Tây Sơn thì các phương tiện đi thấp sẽ phải rẽ phải sang đường Láng một đoạn khoảng hơn 100m để quay đầu rồi đi thẳng sang đường Trường Chinh hoặc là rẽ phải sang đường Nguyễn Trãi. Việc phân luồng như vậy giúp cho cái nhịp đèn tín hiệu ưu tiên giải phóng các cái luồng phương tiện đang di chuyển theo hướng từ đường Láng sang đường Trường Chinh và ngược lại, giảm thiểu xung đột và ùn ứ giao thông ở ngã tư này, nhất là trong khi chúng ta đang chờ các cái ban ngành nghiên cứu cái phương án khả thi cho đoạn nối tiếp của đường vành đai 2 trên cao còn lại từ ngã tư Sở đến cầu Giấy, để có thể hoàn thiện và khép kín tuyến đường vành đai 2 của Hà Nội. Trong những năm gần đây, dù Hà Nội đã dần hoàn thiện và đồng bộ mạng lưới giao thông theo kế hoạch, nhưng mà chúng ta cũng chứng kiến quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và đặc biệt là sự gia tăng cái lưu lượng phương tiện cá nhân nhanh chóng, khiến cho hạ tầng giao thông đô thị dần trở nên hụt hơi và quá tải. Thế nên các cái biện pháp phân luồng mà Hà Nội đang áp dụng có thể chỉ là cái biện pháp tình thế, trong khi chờ mạng lưới giao thông hoàn thiện theo kế hoạch và những cái biện pháp mạnh mẽ khác trong việc quản lý cái lượng phương tiện cá nhân đang ngày càng tăng cao ở Hà Nội. Đoạn cầu mới này cũng là một trong những cái điểm đen về xung đột giao thông vào giờ cao điểm, khi các phương tiện từ phố Khương Trung và Thượng Đình đổ dồn ra đường Nguyễn Trãi và tìm cách đi lên cầu vượt trước đây. Thế nên hiện tại Hà Nội đã cho đặt một giải phân cách mềm kéo dài nhằm hạn chế xung đột giao thông trên đường Nguyễn Trãi và cho cả nút giao ngã tư Sở. Quý vị và các bạn có thể thấy là sau khi được áp dụng phân làn kiểu mới thì nút giao ngã tư Sở đã có vẻ thông thoáng hơn. Việc ùn tắc cục bộ cũng đang giảm dần. Tất nhiên là với cái tình trạng hiện nay thì chỗ này giảm thì đồng nghĩa với chỗ kia sẽ tăng lên. Nhưng các cái điểm ùn tắc mới nếu không quá nghiêm trọng thì cũng đã cho thấy cái hiệu quả của cái biện pháp phân luồng mới này. Và trong đợt áp dụng cái phương pháp phân luồng mới vừa rồi thì không chỉ ngã tư Sở mà các cái nút giao khác vốn là các cái điểm nóng giao thông như ở trên đường Trần Duy Hưng và đường Tố Hữu cũng được áp dụng. Thank you.
Mình nhớ là Hà Nội đã có chủ trương là trong khi chờ đợi các cái hệ thống giao thông được nâng cấp thì phải tìm cách áp dụng các cái biện pháp quản lý thông minh và hiệu quả trong điều tiết giao thông để có thể giảm thiểu ùn tắc trong nội đô. Và hiện tại cái phương án phân luồng vẫn đang là thí điểm tại ngã tư Sở. Và nếu cứ đổ lỗi tắc đường do cơ sở hạ tầng thì sẽ là thiếu sót khi không nhắc đến cái ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân. Hình ảnh các bạn đang thấy ở ngã tư Sở là khi không có cảnh sát giao thông điều tiết ở ngay vị trí ngã tư thì nhiều phương tiện xe máy thay vì quay đầu cách đó vài trăm mét trên đường Trường Chinh thì họ lại bất chấp đi ngược chiều ngay tại ngã tư này để có thể đi thẳng sang phố Tây Sơn hay đi sang đường Láng. Điều này có nguy cơ gây mất an toàn giao thông và phá hỏng các cái nỗ lực điều tiết và phân làn đang áp dụng tại đây. Về khách quan thì việc phân luồng như hiện tại vẫn chỉ là cái biện pháp tình thế trong hoàn cảnh nút giao thông này ùn tắc bao năm nay, với một phần nguyên nhân do những cái bất cập và thiết kế của nút giao này. Ở phía đường Trường Chinh của ngã tư Sở vẫn luôn nóng và đã có nhiều những cái hoài nghi về phương án phân luồng hiện tại, rằng có thể phương án này sẽ không còn phù hợp và hiệu quả khi mà đường vành đai 2 trên cao được thông suốt từ ngã tư Sở đến chân cầu Vĩnh Tuy, dự kiến là vào cuối năm nay. Các bạn thử tưởng tượng là sắp tới khi đi ở đường trên cao từ Vĩnh Tuy về đến ngã tư Sở, có khi chỉ mất khoảng 2 đến 3 phút cho quãng đường dài hơn 5 cây số, nhưng mà có thể phải mất đến 20 đến 30 phút hoặc hơn để vượt qua quãng đường vài trăm mét của ngã tư Sở nếu liên tục xảy ra ùn ứ. Và chúng ta vẫn đang trông chờ một cái dự án nối tiếp đường trên cao từ ngã tư Sở đến cầu Giấy sẽ sớm được hoàn thành việc nghiên cứu và triển khai đầu tư. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Biển của Hà Nội 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.